Chào mừng các bạn đến với vlog của Ngọc Japan số 37. Thì tiếp nối tập vlog giao hàng siêu tốc tập 36 tập trước, thì trong tập này Ngọc Japan sẽ tiếp tục trên con đường giao hàng. Thì trong như tập trước, các bạn có thể thấy là Ngọc Japan đã tiến hành thành công về hai thứ, đó chính là lọc không khí cho chị Hiền tại phố rác, cái thứ hai đó chính là bếp từ cho chị Nhung Kẹo ở tỉnh Mào Khê và Quảng Ninh. Thì trong công việc tuần này thì anh em mình lại tiếp tục đang ở tỉnh Quảng Ninh để có thể là đi đến khu vực bãi cháy tỉnh Quảng Ninh để có thể là kiểm tra chiếc ghế massage OH5970 cho chú Dũng. Và trong tập này, xin mời các bạn cùng đón xem cái tiếp tục cái hành trình giao hàng của ba anh em mình trong những cái con đường ở Hạ Long nhé. Vậy là cuối cùng em mình đã chốt xong cái chiếc bếp từ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy thì em mình lại tiếp tục lên xe và tìm ra một chỗ mát mẻ để ăn uống nghỉ ngơi thôi. Anh Ngọc vào tiệm với thằng mà mày nói phét này về hay nói hay lắm về này, tôi hay lắm này. Đạt mà thua. Thôi chú. Vâng. Cháu phải mang về cho xử lý rồi. Có khi là có bao giờ bị mửa không? Không. Để lắp vào bộ của nó thì cũng to, phải tháo ra nhiều cái. Cảm giác là ông bị oxy hóa. Con này ô tô cái gì mà xa vào con ô tô là dạng trước mà chắc là dạng đất tiếp. Đấy em cầm chưa? Không, tí phải nhờ em bê vào đây. Ok, rồi. Tí hai người sẽ một đầu nhé. Nó ở đầu trên. Ừ. Một chỗ là ở dưới chân. Ừ. Đúng rồi, chính xác rồi. Sau một hồi ngắm nghía thì ba anh em mình quyết định là tháo hai phần chiếc tay của chiếc ghế massage này ra, đồng thời bên đó là tháo ra tất cả các bộ phận như là phần gối, phần đệm cũng như là những cái phần mà bên má của chiếc ghế massage mà không cần thiết để mang về. Thì bởi vì trong cái chuyến bảo hành này thì Ngọc Japa chỉ cần là hàn lại cho chú chiếc con ăn ở phía lưng thôi, cho nên là họ Japan sẽ chỉ cần là bê cái khung ghế chính về
không cần thiết là cần phải mang hết tại bộ ghế, bộ tay cũng như là các cái phần khác còn lại để mang về. Và cũng sau như là sau khi một hồi ngắm nghía thì bởi vì cái phần cầu thang này của nhà chú ấy, như các bạn thì nhìn thấy đây là như là hai bước chân là đã có thể là lấp kín được cái chiếc ghế massage này rồi, cho nên là bởi vì em mình phòng trường hợp mà nó bị cọ cũng như là bị sát vào cái phần tường, cứ nằm xước phần tường và cũng là phần bộ cầu thang của chú thì em mình cũng tháo những phần tay ra để có thể là dễ cho cái việc di chuyển hơn. Cái phần cầu thang này nhá, ở cái góc cầu thang này nó khá là hẹp thì việc bê ra nó sẽ hỗ trợ và cũng như là phải cần bê nhiều người, bởi vì con chiếc ghế massage này là một chiếc ghế massage có độ nặng khá là cao. Đơn giản hơn nhiều, cứ ngay tay thì quá lắm, con giật nó chật. Nó cũng quá hết ra. Để ra. Nhấc lên, cao lên. Không, từ thả thấp không, bởi vì nó tuệ không có cái cầu thang này. Rồi, cao rồi. Đó, 70 cao lên. Nó đang đỡ hết một cái cần đến đầu đó mà. Ok, được chưa? Được chưa? Rồi, ok đấy. Thoải mái chưa? Rồi, ok. Xuống đi. Để ngon. Làm cái gì nữa mày? Từ từ nó có mẹo. Cứu nhà nó hơi bao giờ. Sau này mình lên góc nhà. Rồi, quay xong đấy. Cao đâu? Cao đâu đi? Vừa ra. Ừ. Anh em mình gặp một trường hợp khá là lạ, độc lạ. Vậy thì anh Đoàn đã đang gặp trường hợp này bao giờ chưa anh Đoàn? Cũng gặp trường hợp này nhưng mà nó hiếm lắm. Nói chung là rất lâu mới gặp trường hợp này. Có thể gãy được cái tay này ăn hữu đấy. Thế anh nghĩ là những nguyên nhân chính này gây ra cái việc mà gãy cái phần tay con lăn này là như nào? Tay con lăn này mình nhìn nếu mà có khả năng là nó bị giãn nứt từ trong quá trình trước hả? Hoặc là có khả năng là có khách ngồi nhưng khách đi nó bị cất lệch ý. Đi lên nhưng mà nó bị lệch bên ấy. À. Ví dụ khách ngồi thì con ăn không đều ấy. Đè lặng vào cái bên phần gãy này nó quá tải, nó cái gì nó cũng mức chịu đựng của nó chứ làm sao mà bảo là cái gì mà ấy được. Vâng. Thì nó có cái giới hạn của nó. Đúng rồi. Đúng rồi, cũng là hạn hữu nhỉ? Hạn hữu. Ít mà. Đấy, cả đến anh Tài đây là đến nay cũng còn 1 năm làm việc mà cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy. Thế thì những chiếc ghế này thì mình quyết định là sẽ mang về nhà để xử lý. Còn một điều nữa mà mình các bạn có thể là để ý thấy là anh mình và anh Tài là hai anh em là cùng một bên để đỡ phần chân, còn bên còn lại là một mình anh Đoàn đã đỡ hết lực sức nặng của một phần bên, mà phần đấy lại thường là phần nặng hơn bởi vì nó chịu sức nặng từ phần động cơ của phía lưng. Thì phải nói là đỉnh cao, siêu nhân. Bình thường hay mình hay nói là siêu nhân. Siêu nhân Đoàn. Ông Đoàn siêu nhân. Con này nó có bất nhiều nhẹ hơn con để nói về cái mặt ghe xa lạ nhất rồi, nó phải là con Family FMC 6000 ấy. 6000. Con này nó còn tạng tư. Nhưng mà cho lên cầu thang thì nhiều người cũng không cho lên được và nó vướng. Mà con đấy chỉ có phương pháp duy nhất là quà lưng và cõng nguyên con ghế lên lưng. Xong là có người là gọi là đằng sau trợ giúp để cho con ghế nó đỡ rơi, nhưng mà mình cứ dây đi lên thôi. Rồi, thế sao mà đi được chết à? Đi được. Thế cho khoảng tầm 3 tầm 4 là bình thường. Được. Chỉ có chú Đoàn siêu nhân thôi. Chú Đoàn lực sĩ, chú Đoàn siêu nhân. Giờ đây giao cho nhà anh Phong công an ở chỗ Vườn An Hùng Cường ấy. Đấy con FMC 6000 ấy. Mà cho lên mà anh nhờ 4 đồng nghiệp của anh ấy là toàn người tầm 1m75 trở lên tập gym. Nếu mà 4 người là về khinh chỉ được đi khinh chỉ được
muốn bật cầu thang mà cuối cùng nó không chịu chịu nổi, lại phải đi xuống, không làm cách nào lên được thì cuối cùng là mình thua vào lưng mình cõng, cho lên trên sau ra lắp đặt xong thì đúng chủ nhà thán phục luôn, khủng khiếp. Bốn ông không bằng một ông đoàn vlog. Bảo là sao nhìn mày nhỏ này, sao mày chịu được như thế mà. Đấy là nơi nhiều khi nó là cũng do mình chuyên môn của mình thôi. Nhưng mà cái đấy loại phải chứ là chuyên môn một phần, nhưng mà quan trọng nhất là cũng phải có sức khỏe. Thì mới lên được. Bởi vì là đi đường bằng thì nó dễ thôi, nhưng mà đi cầu thang nó khác. Trèo cầu thang nó khác. Và đó là chúng ta hay gọi là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Anh Đoàn thừa kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về việc là tất cả vấn đề về cái massage rồi. Di chuyển như nào, cần di chuyển như nào. Cái vấn đề này hôm nay nếu mà mình không có thao tác, mình tháo tay ra là cho xuống rất khó. Vâng. Bởi vì cái khoảng cầu thang của nó rất là hẹp chứ nó không rộng. Mà cái cầu thang nó thì cái tay vịn nó cao. Đấy. Mình tháo ra là nó gọn lên rất nhiều rồi, cho nó cũng dễ. Mà thứ hai là mình không bị sợ sẩy trước của khách hàng. Thế chẳng may mình cứ cố gắng mình bê xuống mà mình không tháo mình người ấy, thì chẳng may nó quạ vào tường ấy là khách hàng đã xót. Nên mình làm thế này là khách hàng nó rất yên tâm rồi. Thì ngoài ra việc cái vấn đề hôm nay xảy ra thì nó cũng là trường hợp mà bất khả kháng thôi. Thì Ngọc Japan sẽ mang về sửa thôi, có vấn đề thì mang về sửa. Và Ngọc Japan sẽ mang lại trả khách hàng vào một chuyến đi không xa. Thì vlog của số 35 của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Và hẹn gặp lại các bạn tại những vlog lần sau. Xin chào, bye bye mọi người nha. Bye bye.